Dạ em xin chào cả nhà. Ngày hôm nay thì em có đến nhà vườn của chị Siên ở ấp Thanh Xuân, xã Hưng Đông B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để em quay giao lưu và chia sẻ với cả nhà một số mặt hàng may giống, may ghép và may đôn mình chơi Tết nha cả nhà. Rất mong cả nhà mình xem tham khảo ủng hộ cho chị Siên nha. Dạ em chào chị Siên. Dạ chị chào Trẩm nha. Dạ. Chào quý cô chú anh chị mình nha. Dạ. Em quay lại kênh em giao lưu số may giống, may ghép, may thành phẩm chơi Tết nha anh chị. Dạ. Chị xem được ủng hộ giùm em cảm ơn. Dạ rồi. Cái này siêu bông Sài Gòn Trẩm. Dạ rồi. Mình có được may giống chị? Có 11 giống. Dạ. Mình giao lưu là bao nhiêu một cây chị Siên? Chị giao lưu 30.000 một cây. À là đồng giá 30.000 một cây. Ừ. Dạ. Rồi bên đây là siêu bông Sài Gòn nè cả nhà. Hàng này là hàng mình lấy bo nè cả nhà ơi. Có những cái cây á cả nhà mình lựa những cái cây lùng lùng ha, có tàn cành nhánh ha, rồi mình chơi Tết. Còn những cái cây cao cao như vậy cả nhà mình về mình lấy bo. 30.000 một cây thì hoành có chừng ngón tay út trở lên đi anh chị. Có mấy cây kia có chừng cây bút bi. Dạ. Vậy mình lấy cây bút bi cho tới ngón tay út anh chị ha. Đúng. Dạ rồi 30.000 một cây thì bao nhiêu cây mình gửi hàng bao ship gì không chị? 15 cây chị gửi hàng, 10 cây chị bao phí tặng một cây. 10 tặng một là 11 giống. Dạ rồi. Vậy là cả nhà lấy mỗi loại một cây như vậy là nhà vườn mình bao ship với giá là 300.000 anh chị ha. Ừ, cúc hương. Dạ. Bên đây là cúc thọ hương lá xanh nè cả nhà. Mỗi cây thì chiều cao nó khác nhau nha cả nhà. Như cúc thọ hương này thì có chừng gan tay của em trở lên đi. Đó, những cây này Tết cả nhà có thể mình chơi bông được nè. Đó, có cành. Mỗi cành loại thì chỉ có vài trăm. Mỗi loại có vài trăm cây. Ừ. Dạ. Còn tiếp theo mình tới gì nữa chị? Giảo Tân Châu. Cái này là cúc, này là cúc Tân Châu hả chị? Cúc. Dạ, cúc hàng này là hàng cúc Tân Châu nha cả nhà. Cúc Tân Châu. Dạ, hàng mình ghép cúc nhớt có quấn đế, mấy cái này nó sâu sâu ở dưới nè cả nhà, mình về mình khai thác thêm. Đây cúc Tân Châu. 24-36 cánh đồng. Dạ rồi. Đây, đó. Rồi tiếp theo mình tới giống mai gì nữa nha chị ơi. Dạo xoắn này. Xoắn đồng. Dạ, dạo xoắn này cả nhà. Đồng giá là 30.000 một cây luôn nha. Giá tự xoắn thì nhà vườn sẽ cắt cái phơm cây nó cao cao để cho rủ xuống như vậy ha cả nhà. Rồi. Mỗi loại thì mình có số lượng hả chị ha? Mỗi loại vài trăm. Dạ, bên đây là bạch mai Tân Tân. Bạch mai Tân Tân. Dạ, bạch mai Tân Tân, cái gốc nhỏ nhất ở chừng cây bút bi nha cả nhà, cho tới cái ngón tay út của em nha. Bạch mai Tân Tân thì nó còn non nè, có chừng gang tay của em thôi. Ở hàng này sưu tầm giống. Dạ. Rồi, tiếp theo mình tới gì nữa chị? Đại lộc trong. Đại lộc cả nhà. Đây. Đại lộc hang bông, nói chung là đại lộc cái nụ nó nở rất cũng nhiều lắm nha cả nhà. Cái nụ nó đặc lắm, chỉ có thua là siêu nụ thôi. Tết cả nhà mình thấy đại lộc nụ nó đặc, nó sai nụ lắm cả nhà. Dạ rồi. Khi chị giao thì chị lựa những cây cành nhánh đẹp đẹp chị giao nha. Dạ dạ. Lựa những cây cũng chín mùi với những cái cây em quay phải không chị ha? Đúng rồi. Dạ. Bên đây là cúc hoa hồng. Cúc hoa hồng. Dạ, đồng giá luôn cả nhà ơi, là 30.000 một cây thôi nha. Đây cả nhà, cúc hoa hồng Thanh Tú hen. Thì số điện thoại nhà vườn góc bên trái màn hình bên đây, số điện thoại của chị Cánh Tròn Cái Mơn. Chị Siên có Zalo nha cả nhà. Cái này là giảo cánh tròn, giảo cánh tròn Cái Mơn nha. Dạ đồng giá luôn. Đó, đế có đế hết trơn nè cả nhà. Đó có quấn đế hen. Rồi mình tới gì nha chị? Phú Tân hả chị? Phú Tân. Dạ rồi, Phú Tân. Giảo Phú Tân, hàng sưu tầm giống nha, một hồi mình tới cái hàng góc nhớt mình chơi Tết hen cả nhà. Dạ tiếp theo mình tới gì nha chị? Giảo Thủ Đức. Rồi Thủ Đức. Thủ Đức là hàng may đôn nha cả nhà. Dạ, mấy kia đa phần là hàng may mình mình sưu tầm giống, còn cái này là hàng may đôn nè cả nhà. Tết mình có thể mình chơi bông được nè. Đó, giàu Thủ Đức. Giống cuối cùng là cúc cam trồng. Dạ rồi, cúc cam hả chị? Dạ, cúc cam này cả nhà. Vậy là tổng cộng mình được là 11 giống. Dạ mỗi cây như vậy là 30.000 một cây, cả nhà cứ gom đơn lại với nhau hết cả nhà. 300.000. Dạ rồi, 300.000 thì mình được 11 cây 11 giống giống như nãy giờ em giới thiệu ha. Đó, mình được 11 cây 11 giống 300.000 bao ship nha. Rồi. Này tới giảo Hữu Đức 50.000 cây trọng. Dạ rồi, hàng này thì là hàng mình chơi Tết nha cả nhà. Hàng này giảo Thủ Đức được mấy mùa rồi chị? Được hai mùa mấy. Dạ hai mùa mấy. Ở đây nó có cái bông mà nó giờ nó héo rồi. Lắm mà giờ nó. Dạ rồi, buổi trưa cả nhà nó héo rồi. Đây cái gốc này cả nhà, liền thân liền cốt nè, liền thân liền cốt luôn cả nhà, cái hoành có chừng. Ở bên đó đó nó nằm bên đó 400 cây á. Dạ, hoành có chừng ngón tay danh của em, bỏ ngón tay út ra được hả chị? Ừ. Dạ, cái này giảo Thủ Đức nè cả nhà, chiều cao bên đây trung bình khoảng chừng 35-40 đi hả chị? Được không chị? Được, được. Dạ, đế thì đế xử lý đa dạng, đế cũ hả cả nhà, mình giao lưu là 40.000 cây. 50.000 cây. 6 cây gửi hàng bao phí luôn. Bao nhiêu cây gửi hàng? 6 cây gửi hàng bao phí luôn. Dạ là đơn hàng 300.000 hả chị ha? Ừ. Dạ rồi. 3 là... cây gửi hàng 6 cây bao phí luôn. 3 gửi hàng 6 bao ship. Dạ, cái này là giảo Thủ Đức nha cả nhà. Ừ. Dạ. Cái lô giỏ Thủ Đức này mình có mình bên đây hả chị? Ừ. Bên nào chị? Bên đó là em 400 cây nằm nhiều lắm bên đó. Bên bìa bên kia cái nhà số lượng nhiều quá ha. Nhà vườn mình làm Thủ Đức là nhiều nhất hả chị Siên? Thủ Đức nhiều lắm em. Dạ. Thọ hương 50.000 cây. Cái này là cúc thọ hương. Ừ. Dạ, 50.000 một cây. Rồi đồng giá với bên giỏ Thủ Đức luôn. Đồng giá. Dạ rồi. Dạ, hàng này cũng là hàng máy đôn nha cả nhà. Dạ, đây cả nhà mình cứ ghép đơn lại với nhau ha. Mình cả nhà mình lấy cái giống 50 với lại giống 30 mình cứ ghép đơn lại với nhau vẫn được hết cả nhà. Là đơn hàng từ bao nhiêu tiền mình gửi được chị?
103 cây chị gửi hàng, 5 cây bao phí tặng mộ, 6 cây bao phí. Dạ. Bên đây 10 300 ngàn bao phí. Dạ. Dạ rồi, đơn hàng từ khoảng 300 ngàn thì bao ship, còn khoảng chừng ví dụ như 3 cây này là khoảng chừng 150 là nhà vườn mình gửi hàng hả chị ha. Dạ. Anh chị ủng hộ lý lip tiếp vừa rồi em cảm ơn lắm nha. Dạ rồi. Mai giam cũng còn nhiều. Dạ. Chị giao lưu mai chơi Tết nha Trọng. Dạ. Mai giảo Hữu Đức. Dạ rồi. Cái lô này cũng liền thân liền cốt nè, cái nhà cái hoành bên đây chắc em lấy cũng khoảng chừng ngón tay danh của em đi cả nhà. Ngón tay danh của em trở lên thôi, có mấy cái cũ nè cả nhà. Cái này nhà vườn mình lắp lại cái nhà, mình che lại cái bộ đế nè. Ờ mấy góc này cái cũ nè cả nhà. Cái cũ nè, cái cũ này có chừng cũng chừng cái luôn á. Dạ. Bên đây thì chiều cao chắc em lấy cũng 35-40 đi hả chị? Dạ. Mình giao lưu giá là bao nhiêu một cây vậy chị xin? Chị giao lưu hàng nhất nha, 65 ngàn cây. Cái lô này là hàng nhất của vườn hả chị hả? Đúng rồi. Dạ, cái này là giỏ Thủ Đức. Cái lô này là hàng nhất của vườn, chậu này là chậu mấy chị? 5 cây chị gửi hàng bao phí luôn. À, 5 cây gửi hàng bao ship. 5 cây mới gửi hả chị? Mấy cây mình 3 cây gửi. 3 cây gửi 5 cây bao phải không? Dạ. Rồi 3 cây gửi 5 cây bao. Hàng này là liền thân liền cốt nha cả nhà. Dạ, nó liền nha cả nhà, liền cốt nè. Củ đang nở luôn hiền, củ dạ. Nở da đang bung luôn. Dạ. Nó nở đế á cả nhà, da đó nó thay da nở đế á cả nhà ơi. Đây cả nhà. Ha. Hình thú cũng có nè hen. Nói chung là cái phơm tài nó cũng chiều cao năm mấy đến 60. 50 đến 60 luôn hả chị? 50 đến 60 luôn. Có mấy góc lùng thì cũng có nè chị. Mấy như mấy góc này thì ít thôi. Mấy góc này thì ít thôi. Mấy góc này thấp thấp thì ít phải không? Dạ. Dạ rồi. Là 65 ngàn một cây, 3 cây gửi hàng, 5 cây bao ship hả chị hả? À, khi giao là lựa 50 ăn lên. Dạ. Cao. Mình lựa 50 ăn lên, còn cả nhà thích lùng thì vẫn có hả nha cả nhà. Giờ mình lựa những cây như cỡ như vậy hả chị. Những mấy góc này được 50 rồi cả nhà. Rồi mình giao lưu là 65 ngàn một cây. Cái chột nó bự lắm anh chị. Cái chột nó mập rồi. Dạ, hàng này là hàng cứng cáp rồi cái nhà, hàng chuẩn bông rồi nha. Chuẩn bông Tết. Dạ. Có mặt bông đẹp lắm á. Dạ, mình này giỏ Thủ Đức rồi cả nhà cũng quen thuộc cái giống mai này ha. Ủa chột này chỗ mấy chị? Chột này chỗ 2. Chột này chỗ 2. Ha. Chột này chỗ lọt lòng 2 nè cả nhà. Những hàng này thì nhà vườn bó bầu hay gì ha. Chị dạ, bó bầu. Mình bó bầu mình gửi. Cái anh chị có muốn vô chậu mũ thì em vô chậu mũ luôn, cho cũng được. À mình đổi qua cái chậu nhựa rồi mình gửi hả chị? Dạ, mình nuôi chậu nhựa luôn. Dạ, cái hàng này mình số lượng mình có nhiều không? Cái hàng nhất này nè. Hàng nhất này cỡ 300 cây em. Dạ, 300 cây nha cả nhà. Dậu. Hiện giờ lựa ra được cỡ 300 cây hàng nhất. Bây giờ mình tiếp tục lên cái hàng mã số nha cả nhà. Mình tiếp nối với cái mã số của mấy clip trước phải không chị? Đúng rồi đó. Dạ. Rồi cái này là một cặp cúc hoa hồng thanh tú nha, mình nhớ 50 lên. Chiều cao là cây đó là 50 hả chị? Cây này nhiêu? 50, 52, 51 không à? À vậy là ngoài 50. Dạ. Rồi thân cũng có uống thân nè cả nhà ơi. Còn cái hoành gốc này để em đính tay vô cho dễ đi cả nhà. Hoành gốc này có chừng ngón tay trỏ của em ha. Còn gốc bên đây. Cúc đây. Hoa hồng cái bông đẹp lắm nha anh chị. Dạ, cúc hoa hồng nó thanh tú. Nó giống cái bông hồng vậy nha. Dạ. Cái cánh nó giống như bông hồng á cả nhà. Cúc hoa hồng thanh tú ha. Còn cái đọt nó đỏ đỏ nè. Hàng này là hàng cúc nha cả nhà. Có uống thân luôn. Cặp này mình vô lưu giá là bao nhiêu vậy chị? Chị vô lưu giá 350 á. Bao nhiêu chị? 300 hả? 300 hả? Rồi mã này là mã 40 41 hả chị ha? 41 300 dạ, bao phí ăn chị. 41 300 ngàn bao phí ship nha cả nhà. Mã 42 Trọng. Dạ. Là một cây họ hương và một cây đại lộc. Dạ rồi, cây bên đây là cây thọ hương nè cả nhà, cây cái gốc bự nè cả nhà. Còn cây bên kia là cây đại lộc. Dạ, đo giùm em cái thông số đi chị. Cây thọ hương. Rồi chị đo cây đại lộc trước ở bên kia đi ha. Mã số 42 mình có hai cây nha. 53. Chiều cao là 53, mình ghép gốc vườn nha cả nhà. Vườn. Dạ. Rồi cái hoành. Hoành này nhiều. Hoành gần chín em. Dạ, hoành gần chín, gốc bên đây thì bự nữa cả nhà. Cây này bên đây là thọ hương nha. Rồi, cây này là thọ đại lộc nè. Dáng bay nha, mình đo chiều bay nữa. Dạ. Nhiều gì? 31 em. 31. Rồi mã 42 mình giao lưu 350 cả nhà, có ghi trên giấy em đọc luôn ha. Hoành thân 18. Hoành là 18. Rồi chị Vinh cái đó chị em xây bên đây. 42, mã số 42. Rồi đây cả nhà, cái cây này dáng bay nè ha, cây này là thọ hương nè cả nhà, thọ hương dáng bay. Còn cây bên đây là cây đại lộc ha. Mã 43 là hai cây giảo cánh tròn cái mơn trong. Dạ hai cây cánh tròn, mình ghép vô gốc vườn cả nhà, mỗi cây mình ghép được hai chột nha. Rồi đo giùm em cái cây đó đi chị. Tán ngang. Tán ngang là 51. Dạ, 51. Mình đo theo cái chiều dài nhất của nó hả cả nhà? Chiều cao 33. Dạ, 33. Còn cái hoành gốc nha. Cây đó mình cắt cái phôi hơi sát sát ở dưới hả cả nhà. Rồi hoành mình đo 15 là... em. Nó dính cái cành bên đây chị. Dạ, chắc tính 10-12 đi, 10 đi. Dạ, rồi. Còn gốc bên đây. Gốc này thì nó rộng hơn xíu. Chiều cao 54. Giảo cánh tròn nha cả nhà. Cái cánh nó tròn, nó xoáy xoáy nhẹ nha. Hàng giảo. Rồi mình đo ngay chỗ đó. Hoành như chị? Hoành 14 em. Hoành 14. Rồi cho em xin một vòng luôn. Mình giao lưu giá như chị?
Hai cây này chị bán 350 bao phí. 350. Rồi, hai cây vỏ cánh tròn hết nha cả nhà, mã 40 43 nha. Mã 44 là cây cúc hoàng đế nha anh chị. Dạ rồi. Mã 44 cúc hoàng đế, cây này mình với gốc nhớt mình uống thân nè cả nhà. Uống chiều cao 56. Chiều cao là 56 nè. Tán ngang 40. Dạ. Rồi, quanh thân 7,5. Dạ rồi, đó cho em xin dòng luôn chị. Cây này mình uống nhắn lông lắc lượng nè cả nha. Rồi, gốc này mình giao lưu giá như chị. Gốc này giao lưu giá 200.000. 200.000 cúc hoàng đế anh chị xin. Cúc hoàng đế. Dạ. Mã số 45 nha cô chú. Dạ. À, 4 cây siêu nụ giá 400.000 bao phí vận chuyển luôn. Trên đây để được có 3 cây thôi, chị cầm trên tay một cây để em quay cái cây trên tay trước nha cả nhà. Đây, cái gốc này có chừng mình ghép gốc vườn hả chị ha. Dạ, gốc này bự hơn ngón tay cái nha cả nhà. Còn chiều cao chị đo thử giùm em cái cây này đi chị. Rồi mình đo cái cây trên tay này trước đi ha. Hàng này là cái chột này nó mập cả nhà, chột này có chừng ngón tay út của em chiều nha. Chiều cao 56. Dạ. Rồi tán ngang. Tán ngang 37. Dạ rồi. Rồi cây đó nha cả nhà. Bây giờ mình em quay ba cái cây ở đây nha. Ba cây đây thì nó chiều cao 5 nó cũng 50 ăn lên nha cô chú. 50 hả chị? À. Dạ rồi. Với lại 4 cây mình giao lưu như chị. 4 cây siêu nụ. Dạ. Chị giao lưu giá là 400.000. 400.000. Cái hoành nhỏ nhất là có chừng ngón tay út của em như cây đó cả nhà. Còn mấy cây này có chừng ngón tay trỏ của em á ha. À, còn cái gốc hồi nãy chị cầm trên tay là cái cây đó là cái hoành bự nhất, cái đó gốc đó gốc vườn đó nha. Còn mấy này gốc nhớt nè cả nhà. Có gốc này hoành bự. Dạ, gốc đó gốc vườn. Hoành mình giao lưu mã này là mã 40 45 nha. Đẹp không nha cô chú. Dạ, 45 là 400.000 bao ship nha. Dạ, 4 cây 4 giống, 4 cây là cùng một giống nha cả nhà, giỏ siêu nụ. Mã số 46 cúc thọ hương. Dạ. 46 cúc thọ hương. Gốc vườn. Dạ, gốc vườn. Rồi, đo em cái tán ngang luôn, mình đo phỏng phỏng, mình trừ tán hao ra. Tán ngang là 64. Dạ, tại vì nhà hàng thả nha, chiều cao. Chiều cao 39. Dạ, rồi hoành gốc luôn, cái này cũng có đế nè cả nhà. Mấy cái thực rừng, mấy cái đó là mấy cái thực rừng mình về mình lãi nha. Hoành là 14,5 em. Dạ, hoành 14,5, mình đo dưới chỗ cái mắt là cái 200.000 luôn này. Cô chú anh chị mình ơi. Rồi, cái này là 200.000, cái này mình ghép được mấy chỗ chị? À, cái này chị ghép được... 4 chọt mà nó rớt hết 2. Dạ, vậy còn 2 chọt ha. Nhưng mà vẫn chừa lại cho cô chú về ghép lại nha. À, mình lấy bò đó mình về mình ghép lại cái nha. Mình ghép vô cái cành của nó ha. Dạ, mã này là mã số 40. Mình dựng đọt lên. Dạ. Mình dựng đọt đồ lên mình uống éo nhánh đồ lên cũng đẹp nha. Dạ, mã 46 anh chị ha. Dạ. Em giao luôn mã số 47. Dạ. Cúc họ hương với gốc tứ quý nha. À, mình ghép vô cái gốc cây tứ quý nha cả nhà. Đây là tứ quý. Rồi đây là họ hương. À. Nhưng mà gốc này gốc tứ quý. Dạ, còn ở trên này cả nhà muốn về mình để tự nhiên hoặc là mình về mình ghép giống mai tùy ý ha cả nhà. Giá 300.000 bao phí luôn. Dạ rồi, cho em xin thông số cây này đi chị ơi. Cây này là cây cây phôi là cây mai tứ quý nha. Mình đã ghép một chột họ hương vô rồi nè. Chiều cao 54. Chiều cao 54. Dạ. Rồi hoành luôn. Mã này là mã 47 nha cả nhà. Rồi hoành mình đo được hoành thân 13. Dạ, ở trên đây mình chừa còn được bốn cái tược ở nhà. Tược này là cái nhà mình về mình có thể mình ghép được luôn á. Nó mập rồi. À, mình giao lưu như chị? Giá là 300.000 bao phí. 300.000 cho mã số 47 nha cả nhà. Mã 48 nha anh chị. Dạ. Mã 48 nha. Rồi, gốc này là mình ghép thọ hương hả chị ha? Ừ, đúng rồi. Dạ. Ôi, cái tược thọ hương này dài ghê cả nhà. Chiều cao 47. Chiều cao 47, cái này giống như chiều bay hả cả nhà. Cái này mình làm bay quá. Chiều rồi. Cao 100 mấy. Như chị? Chiều bay hả chị? 104. Dạ, chiều bay mình thả nè cái nhà 104. Cúc thọ hương cho 300.000. Rồi hoành nhiêu chị? Đâu mấy cái hoành đi. Cái này mình ghép con tượng thọ hương chị? Còn như là tượng rừng phải không? Đúng rồi. Dạ. Về, như chị? 300 hả chị? Cô chú hết bao gì thì gắn vô thêm bao đó. Dạ, mã 48 nha cả nhà. Hoành thân 13 em. Hoành là 13. Dạ rồi, những hàng này nhà vườn sẽ bó bầu gửi nha cả nhà ơi. Mã 49. Dạ. Rồi cái này cũng là thọ hương nữa nha, mình ghép hai chọt khỏi cái chọt này chiều ghép lâu rồi cả nhà. 69. Dạ, chiều cao 69 nè. Ghép hai chọt. Tán ngang 55. Dạ. Mấy cây này tới mình chơi bông thì ok rồi cả nhà. Hoành thân 17. Dạ. Cây già mùa rồi. Rồi gốc này thì cả nhà mình cái về này mình giao lưu giá 350. 350 bao ship luôn. Cái chọt này có chừng ngón tay út của em nha cả nhà. Cái chọt này có chừng ngón tay út của em hai chọt ha. 650 nha cô chú. Dạ rồi. Chiều cao 71. Dạ, 71 chiều cao. Tán ngang. Tán ngang 76. Dạ, cái này mình ghép vô cái gốc phô vườn nha. Cái này có nha. Đế. Ừ, gốc này có cái củ. Hoành thân 11. Hoành là 11, đo em cái củ cái luôn nha chị ơi. Mã số 50 nha cả nhà. Cái củ là 24 em. Dạ. Rồi mai này giao lưu giá 300.000. Cái này 300 hả chị? 300. Dạ, mã số 50 nha cả nhà.
Dạ, cây cúc họ Hương có cái bo đại lộc ở trên đọt. À, ở trên đỉnh thì mình ghép một chọc của đại lộc. Cái này là mã số 51. Dạ, còn xung quanh là mình ghép cúc thọ hương. Cái hoành là nhiêu vậy chị? Cái này mã số 51. Dạ. Mình ghép vô cái phôi cái như cái mai 12. Tàn. Dạ, hoành là 12, hàng cũ nở nha cả nhà. Chiều cao. Chiều cao là 101. Cả nhà mình thấy thùm lùm vậy, cái nhà mình về mình bấm đọt giùm em nha. 102. Dạ, 102. Dạ. Cây này tại trọng xịt thuốc tể chứ nó đang phát triển mạnh, đang ra đọt. Dạ. À, đọt non nó vẫn ra bình thường hả chị ha? À, không phải suy yếu nha. Dạ. Rồi gốc này mình giao lưu giá là? Này giao lưu giá 300.000. 300 hả chị? 350. 350. Rồi mã năm mấy chị? 51. Dạ, mã 51 nha. Cúc thọ hương ở trên có cái đọt mình ghép là đại lộc hả chị ha? Đại lộc. Dạ. Này mã số 52 trọng. Dạ. Mã 52 cũng là thọ hương. Cái này 400.000. Rồi cái này cũng là thọ hương nữa cả nhà. Cái đọt non nó ra nè cả nhà. Chiều cao 113. Chiều cao 113. Tán ngang làm 83. Dạ, đây cả nhà, cái đọt non nó đang ra nè ha. Rồi gốc này thì cái đế này cả nha. Gốc này cái đế nó trải ra ha, đế bàn nha. Mình giao lưu giá là 400.000. 400.000. Đang giảm giá luôn. Dạ rồi. Cái lô thọ hương này nhà vườn cũng còn ít cây thôi cả nhà ơi. Mã số 53 nha cả nhà. Dạ. Cây này là cao. Chiều cao là 103 là thước 3. 1 thước 3. 103 hay là 103 chị? 1 thước 3. 1 thước 3. 1 thước 3. 130. Rồi tán ngang như chị? Thỏ hương ngang cái nha. 92. 92 tán ngang. Rồi cho em xin cái hoành thân luôn. Chị giao lưu giá là 400.000 nha. Dạ, 400.000. Mã này là mã 50 mấy ta? 53, 54 hay gì? Hoành thân 13. Dạ, hoành là 13. Cái này là mã mấy chị? Mã số 53. 53. Hoành thân 13. Luôn. Dạ rồi. Đây cả nhà mình tham khảo một vòng nha. Giá 400.000. Dạ. 54 nha cả nhà. Mã số 54 nha. Rồi, đo giùm em đi chị ơi. Chiều cao 117. 117. Tán ngang 73. Dạ, thọ hương nữa nha cả nhà. Cái lô thọ hương này còn ít cây nữa thôi cả nhà, hoành mình thân ủng hộ 15. Cho hết luôn. Hoành là 15, cây này cũng có đế trải nữa nè cả nhà. 400.000 luôn cả nhà ơi. 400.000 luôn, chỉ có vài trăm ngàn một cây cúc thọ hương nha. Đang ra đọt non sùm luôn nè em. Dạ. Đọt non đỏ nhóc nè. Dạ. Đọt non không. Rồi gốc này là mã 54 nha cả nhà. Số 55 nha cô chú. Mã số 55 cả nhà ơi. Một cây thọ hương nữa nha. Chiều cao 1m26. 1m26 chiều cao. Tán ngang 82. Dạ. Rồi cái hoành. Hoành thân 12. Hoành là 12. Đây cả nhà ơi, gốc này mình chơi. Mã 55 400.000. Cao xíu nha. Cái này 400 hả chị ha. Ừ. Dạ mã 55 nha cả nhà, cúc thọ hương. Cúc mã thọ số hương. 56 cả nhà ơi, cúc thọ hương nữa nha. Cúc thọ hương giá dạ. 300.000. Rồi cái này 300.000 thôi. Quá rẻ luôn. Cho em xin thông số cây này đi chị. Cái nhà giờ mình bấm vàng nó ra tược mới là nhìn chiều đẹp cây. Chiều cao 85. Chiều cao 85. Tán ngang là 101. Có mấy chột coi chừng ngón tay út của em luôn á cả nhà. Cái này ghép lâu rồi nha. Hoành thân 15. Dạ hoành là 15 nè. 300.000. Ờ 300.000. Mã số 56. Ok, dạ, mã số 56 nha cả nhà. 57 nha trọng. Dạ. Chiều cao 96. 96 chiều cao gần thước á cả nhà. Tán ngang 84. Dạ rồi. Mỗi cây nói chung là ghép cũng 5-6 chột trở lên chứ không hoành thân 13. Hoành là 13 mình ghép vô tay cầm. 57 em giao lưu giá 300.000. Cây này đế cũ nở nha cả nhà. Cây này 300.000 thôi. Giá là giá bao xiếm toàn quốc nha cả nhà. À, xếp luôn. Dạ, rồi trừ ra cái tiền xếp nhà vườn còn chứ cũng khoảng chừng 200.000. 200.000 đúng không chị? Được chắc. Mã số 58. Dạ. Giá 300.000. Rồi. Chiều cao 92. 92 chiều cao. Tán ngang luôn. Tán ngang 74. Dạ. Rồi cây này cũng có đế đây nè cả nhà. Hoành thân 12. Dạ hoành là 12. Này, gốc là hoành 12 ha. Rồi mình giao lưu giá như chị? Chị giao lưu giá 300.000. 300.000 bao xíu cả nhà ơi. Mã số 58. Còn lại nhà vườn cho khoảng chừng 200.000 một cây thôi cả nhà, mã 58 nha. Mã số 59 chiều cao 79. Dạ rồi, chiều cao 79. Tán ngang 76. Dạ. Cây này cũng có cái đế đây nè cả nhà. Hoành thân 13. Hoành là 13. Rồi. 13. Cái cũ luôn ha. Rồi cho em xin vòng đi chị. Đây cả nhà cái đế của nó. Cái này chị giao lưu giá 250. Gốc này mình ghép được cũng này mình ghép được mấy mùa chị? Chị ghép mùa gửi rồi. Mùa gửi rồi ha. Rồi đây tới Tết là hai mùa phải không? Đúng rồi. Dạ. 250 hả chị ha? 250. Rồi mã 59 nha cả nhà. À, cúc thọ hương mã số 60. Dạ. Giá 250. 250 một cây. Ê cây này cũng có mặt bông nói chung. 81. Cái hàng mai ghép này cả nhà cứ yên tâm đi, cả nhà mặt bông bao chuẩn bông ha. Rồi tán ngang 103. 103 mình phóng phóng vậy đi cả nhà, có cái mọc bông này nó nở chùm nha cả nhà.
này bông gió bông chẹt nó nở, mình nói vậy thôi chứ 11 là nó nở chùm nha, chùm 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 á, cúc thọ hương mà. Còn hoành nhiêu chị? Mã số 60 nha cả nhà. 60. Dạ rồi. Hoành thân 11. Hoành là 11, mình giao lưu giá là 250 thôi. 250. Dạ. Rồi em cảm ơn anh chị đã ủng hộ và xem hết clip của em nha. Dạ. Cảm ơn anh chị nha. Dạ. Coi được nào ủng hộ giùm em tiếp theo ha. Dạ, cảm ơn cả nhà đã xem hết clip nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.